Bước ra đời chẳng có gì ngoài hai từ cố gắng và nỗ lực. Cuộc sống mưu sinh khó khăn vô vàn. Đồng tiền của người lấy đâu phải là chuyện dễ. Nhưng miễn sao đó là đồng tiền sạch, thì có cực lực đến mấy tôi cũng không chùn bước. Phải tạo nên kiệt tác xuất phát từ đôi bàn tay. Lấy đam mê làm điểm tựa chứ không dựa dẫm vào một ai. Và đó là tôi. Phải tự lo cho chính mình, để mọi người xung quanh không phải khinh. Xã hội này là vậy, nếu không tiền thì không ai tôn trọng.